Minh vị rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, hiện tại núi lửa Monagun đang tiếp tục hoạt động và có nguy cơ phun trào bất cứ lúc nào vì thế hàng nghìn du khách nghỉ dưỡng tại khu resort trên đảo Bali đã được sơ tán khẩn. Tổng số gần 35.000 người đã được sơ tán trước nguy cơ ngọn núi lửa Monagun đã có nguy cơ phun trào bất cứ thời điểm nào. Những chấn động mạnh từ ngọn núi lửa trên đã khiến một trong những khu vực có lượng khách nghỉ dưỡng đông nhất Indonesia hoảng loạn. Theo các chuyên gia, đó là dấu hiệu magma đang chuẩn bị phun trào trên miền núi lửa. Những người dân sống gần khu vực núi lửa đã tập trung lại những ngôi đền gần đó để cầu nguyện bình an đến mọi người. Các điểm du lịch vẫn mở cửa như bình thường, dù chính quyền đã phải chăn dây bao quanh khu vực rộng 11,3 km xung quanh khu vực núi lửa và đưa ra báo động đỏ về nguy cơ núi lửa phun trào. Các đội y tế đã có mặt để chăm sóc những người phải sơ tán, tạm thời ở trong những khu trại dựng tạm, trong số đó có nhiều phụ nữ mang thai và người già. Nuôi lửa màu Mount và Ngũ Yên bao lâu nay, lần phun trào gần nhất vào những năm 60 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9 giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới bổ sung công dân của các nước Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Jack. Theo tuyên bố đưa ra vào ngày 24 tháng 9 từ Nhà Trắng. Danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ hiện đã có 8 nước, trong đó bao gồm 5 nước trong lệnh cấm cũ là Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia. Nay bổ sung thêm công dân ba nước là Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chết. Công dân Sudan được rút ra khỏi lệnh cấm. Động thái này được coi là một bước tiến mới nhằm hiện thực hóa lời hứa của ông Trump hồi tranh cử là siết quy định nhập cảnh vào Mỹ. Đây cũng là biểu hiện rõ ràng cho quan điểm nước Mỹ đứng đầu trong chính sách ngoại giao của ông Trump. Không giống như lệnh cấm trước đó, lệnh cấm mở rộng mới ban hành này không có thời hạn kết thúc. Lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10. Vào cuối ngày 25 tháng 9, dự kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ công bố kế hoạch bầu cử đột xuất vào tháng 10 tới, sớm hơn dự tính trước đó nhiều chuyên gia cho rằng việc thủ tướng shinzo abe bất ngờ công bố kế hoạch bầu cử vào tháng sau là do lợi dụng việc tỷ lệ ủng hộ của ông đang được cải thiện bất chấp những chỉ trích cho rằng ông abe đang tạo ra một khoảng trống chính trị giữa lúc căng thẳng triều tiên vẫn đang tiếp diễn Dự kiến ông Abe sẽ công bố kế hoạch bầu cử ngay sau cuộc họp với lãnh đạo của các đảng. Nội dung luôn được ông Abe đặt lên làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình là tập trung chi nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em, đồng thời luôn giữ quan điểm cứng rắn với Triều Tiên và tiến hành sửa đổi hiến pháp. Tỷ lệ ủng hộ ông Abe đã tăng lên gần 50% từ 30% trong tháng 7. Hiện tại ông đang đặt cược sự thành công vào phía đảng nắm quyền của ông để có thể giữ được đa số phiếu bầu tại Hạ viện, thậm chí nếu họ mất 2 phần 3 số phiếu bầu từ Thượng viện. Đây là điều mà ông Abe cần phải có để thực hiện mục tiêu sửa đổi hiến pháp được viết từ sau thời kỳ chiến tranh nhằm xác định vai trò và quyền lực của quân đội trong nhà nước. Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử cuối tuần qua cho thấy bà Angela Merkel đã đắc cử vị trí thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Bầu cử ở Đức diễn ra vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9 với 75% dân số đi bầu, cao hơn tỷ lệ năm ngoái là 71,5%. Đã có 61 triệu người Đức đi bỏ phiếu tại 73.500 điểm bầu cử. Kết quả công bố trong tối cùng ngày cho thấy, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU giành được 32,5% tổng số phiếu bầu, trở thành đảng mạnh nhất trong quốc hội. Vị trí thứ hai là đảng Dân Chủ Xã hội, giành được chỉ 20% tổng số phiếu bầu, tỷ lệ thấp nhất kể từ hậu thế chiến thứ hai đến nay. Dù đảng của bà Merkel tiếp tục giành chiến thắng nhưng do không chiếm quá bán số ghế trong quốc hội, đảng này phải liên minh. Trong tình thế các đảng đối lập đều không chắc chắn về chuyện có muốn liên minh với CDU hay không. Nhiều chuyên gia cho rằng phải mất nhiều tháng thì mới ổn định được tình hình chính trị của Đức. Tại thị trường chứng khoán, cả hai sàn giao dịch trái chiều trong phiên đầu tuần chỉ số VN giảm điểm do thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường diễn biến khá giằng co vào đầu phiên giao dịch, nhanh chóng sau đó trước đà giảm mạnh của cổ phiếu Sabico và ROS VN Index đã trượt dốc mạnh hơn. Sự biến động của thị trường hiện tại đã khiến cho hoạt động giao dịch trên sàn suy yếu hẳn. Bước sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục xu thế giảm do thiếu sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hoa lớn. Nếu không có lực đỡ từ Vinamilk và Masan, có lẽ thị trường đã giảm sâu hơn. Số mã giảm giá chỉ mưu thế so với số mã tăng. Tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra khá thận trọng. Khép phiên VN Index giảm nhẹ về mốc 805,58 điểm, thanh khoản chỉ hơn 3.300 tỷ đồng, tương đương hơn 149 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Trái với diễn biến tiêu cực trên sàn HOSE, chỉ số HN Index lại tăng tốc trong suốt phiên giao dịch. Các cổ phiếu chủ chốt giữ vai trò chính cho đà tăng của thị trường. Chốt phiên, HN Index tăng 0,77%, lên mốc 107,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 64 triệu đơn vị, ứng với trên 730 tỷ đồng. Phố diễn biến lình xình phiên giao dịch ngày cuối tuần không có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường trong phiên cuối tuần qua. Các phiên chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt là 0,06% và 0,07%, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,04%. Cổ phiếu của hãng công nghệ Apple tiếp tục tăng điểm kể từ sau khi ra mắt sản phẩm iPhone mới nhất. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã tăng 31%. Góp phần cho đà tăng của chỉ số S&P 500 trong phiên là nhóm chăm sóc sức khỏe và nhóm năng lượng. Nhóm viễn thông cũng đã có phiên giao dịch khởi sắc với tin tức về tiềm năng sáp nhập giữa Spring và T-Mobile. Ngoài ra, trong phiên cổ phiếu của Verizon đã tăng hơn 2%. Nhìn chung thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 22 tháng 9 dường như đã không còn bị chi phối bởi những phát biểu của các nhà lãnh đạo Mỹ và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,4%, chỉ số S&P 500 tăng gần 0,1%, còn chỉ số Nasdaq mất 0,3% trong cả tuần. Thưa quý vị, sắc xanh đã quay trở lại với thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu nhóm ngành bất động sản tại Trung Quốc lao dốc sau khi chính phủ nước này đưa ra các biện pháp mới để làm mát thị trường nhà đất tại đây. Chốt phiên chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số Shanghai của Trung Quốc cùng giảm 0,35%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản và ADX 200 của Úc tăng lần lượt là 0,5% và 0,03%. Tại thị trường Nhật Bản, việc đồng yên giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ đã giúp hỗ trợ các mã xuất khẩu. Trên thị trường tiền tệ, đồng euro và đồng đô la New Zealand đang trong tâm điểm khi thị trường bị ảnh hưởng bởi thông tin từ các cuộc bầu cử ở Đức và New Zealand. Tại Trung Quốc, các cổ phiếu bất động sản đã lao dốc mạnh sau khi chính phủ nước này đưa ra các biện pháp mới để làm mát thị trường nhà đất tại đây. Trước đó, số liệu mới công bố cho thấy giá nhà ở tại Trung Quốc trong tháng 8 vừa qua tăng 0,2% so với tháng trước đó, thấp hơn so với mức tăng 0,4% của tháng 7. Thời gian qua, chính phủ nước này đã áp dụng nhiều biện pháp để kiềm hãm việc tăng giá quá nhanh của giá nhà ở. Giá dầu trong phiên giao dịch đầu tuần giảm nhẹ, với giá dầu Brent giảm 0,11%, giao dịch quanh mốc 56,8 đô la Mỹ một thùng giá dầu thô Mỹ giảm 0,28% ở mốc 50,52 đô la Mỹ một thùng. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cố định kênh truyền hình FBNC để cập nhật những nội dung nổi bật ở phần cuối cùng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuyên chuyển bác sĩ gợi ý giới thiệu bệnh nhân ra phòng khám tư. Thành phố Hồ Chí Minh tinh giản 200 biên chế từ đầu năm 2017.